Và bây giờ xin mời bà con nghe bài viết của Trần Lý, trận Đồng Xoài với sư đoàn 5 bộ binh và tiểu đoàn 52 biệt động quân. Ngay từ lúc cộng quân bắt đầu cuộc tấn công vào Đồng Xoài, họ đã đặt kế hoạch dùng trung đoàn 762 tiến chiếm và trấn giữ quận. Trung đoàn 761 dàn quân phục kích lực lượng tăng viện quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong vùng đồng điền cao su Phú Lợi. Còn trung đoàn 763 dùng làm trừ bị, trung đoàn 762 dự trù chiếm toàn bộ quận đường trong vòng 90 phút. Tuy nhiên trên thực tế, lực lượng địa phương trú phòng cùng các đơn vị lực lượng đặc biệt đã kháng cự mãnh liệt và với sự yểm trợ của không quân Việt Mỹ, trung đoàn 762 Việt Cộng đã thiệt hại hai tiểu đoàn tại phạm vi quận. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, tướng Nguyễn Bảo Trị, Sư đoàn 5 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Phạm Quốc Thuần cùng phối hợp kế hoạch phản công, có thêm sự cố vấn của tướng Westmoreland. Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa là lập tức đưa tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 sư đoàn 5 vào tăng viện bằng trực thăng và sau đó sẽ gửi thêm tiểu đoàn 52 biệt động quân, lực lượng trừ bị cơ hữu của quân đoàn 3 vào trận. Các đơn vị bộ binh tăng viện được tập trung tại căn cứ Phước Vĩnh cách Đồng Xoài 28 cây số về hướng Nam Đông Nam. Tại đây có một phi trường với phi đạo trắng nhựa dài 3.700 feet, hợp đoàn 14 phi cơ của phi đoàn 118 trực thăng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm đổ quân vào Đồng Xoài, khởi động vào 6 giờ sáng. Do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, việc trinh sát và thu thập các tin tình báo về hoạt động của cộng quân không được thực hiện và các bãi đổ quân cũng được chọn tùy nghi. Theo ước đoán, bãi đổ quân cho đợt đầu là một bãi đất trống nằm sát lộ, cách quận lỵ chừng 2 cây số về phía bắc. Con lộ này dẫn về đồng điền cao su Thạnh Lợi và trong trường hợp có thêm nhu cầu tăng viện, hai bãi đổ quân khác được chọn nằm ngay trong khu vực quận lỵ. Các trực thăng trong đội hình của phi đoàn 118 bị cộng quân bắn lên ngay khi bay vào vùng từ hướng đông và các trực thăng võ trang hộ tống phải liên tục bắn phá yểm trợ. Càng đến gần bãi đáp, hỏa lực cộng quân càng mạnh hơn và trực thăng hộ tống đã tạm ngưng bắn để chờ xác định tình hình quân bạn và thù. Vài giây trước khi phi cơ chạm đất, phi công báo cáo có những thường dân đứng trên bờ đất vẫy tay chào đoàn trực thăng. Và ngay khi quân Việt Nam Cộng Hòa nhảy khỏi trực thăng, đám thường dân nhảy tụt xuống hào và nổ súng bắn trực thăng. Tuy không phi cơ nào bị hư hại nặng, nhưng phải bay lên thật nhanh về lại Phước Vĩnh, bỏ lại toán quân Việt Nam vừa đổ xuống giữa trận địa phục kích đã sửa soạn sẵn của cộng quân và hoàn toàn bị tiêu diệt sau 20 phút. Trong số 196 quân nhân của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 nhảy xuống và lọt vào bẫy của cộng quân, chỉ có 3 người sống sót, tiểu đoàn trưởng và cố vấn Mỹ đều hy sinh. Đoàn trực thăng trở về Phước Vĩnh, nhận thêm nhiên liệu và toán quân còn lại của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7, sửa soạn cho đợt đổ quân kế tiếp. Tin tình báo cho biết cộng quân đã đặt súng phòng không quanh bãi đáp trực thăng cạnh trại SF trong quận để chờ quân tăng viện, nên không thể đổ quân trực tiếp vào quận. Trước thất bại bi thảm của cuộc đổ quân đầu tiên, phi đoàn 118 quyết định tìm một bãi đáp khác, gửi các trực thăng cơ hữu bay dò tìm và tự thám sát một bãi đổ quân mới. Các trực thăng thám thính bay nhiều lần qua lại trên một phi đạo nhỏ trải nhựa của đồng điền Thuận Lợi, tìm các hoạt động của cộng quân. Tất cả đều yên lặng, không dấu vết khả nghi nào cho thấy cộng quân đang dùng đồng điền này trong lúc tấn công quận lỵ Đồng Xoài. Phi đoàn quyết định chọn nơi này để đổ phần còn lại của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 vào trận. 14 trực thăng được chia thành 3 toán bay vào khu vực. Khi trực thăng dẫn đầu của toán tiên phong đến gần khu vực bãi đáp, bất ngờ một đàn trâu chạy vào phi đạo nơi định đổ quân, nên phi công quyết định đáp xuống gần hơn và nhờ quyết định nhạy bén này nên đã cứu được một số sinh mạng. Ngay khi càng trực thăng đi đầu chạm đất, cộng quân đã cho nổ quả mìn Claymore đã gài tại vị trí mà trước đó trực thăng chọn để đáp. Mìn nổ báo hiệu cho đủ loại súng cộng quân tập trung nhắm vào khu vực đổ quân. Cộng quân ẩn nấp trong các chiến hào và các tòa nhà có đồng điền, chờ sẵn và giăng bẫy. Họ giữ kỷ luật không bắn các trực thăng trinh sát, các trực thăng hậu tống,
đã bay vào yểm trợ bắn dọc hai bên chiếc trực thăng đang đổ quân. Các quân nhân vừa nhảy khỏi phi cơ liền bị đốn ngã. Một quả đạn cối rơi gần phòng lái của một trực thăng đổ quân, lật ngang chiếc phi cơ và gây phi cơ nổ tung. Toàn bộ nhân viên và quân trên phi cơ tử nạn. Các trực thăng còn lại kịp bay lên và bị đạn bắn như mưa, hầu như tất cả đều trúng đạn. Trước tình thế này, phi đoàn 118 đành quyết định ngưng đổ quân và quay về lại căn cứ tập trung. Các quân nhân còn lại trong chuyến này thoát chết. Nhân viên y tế phi hành của phi đoàn 118 đang hoạt động tại trạm cấp cứu hành quân Phước Vĩnh đã phải yêu cầu tăng viện các C-130 để tải thương cả trăm quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị thương về các bệnh viện gần đó. Không thể đổ quân tiếp viện và quận đường bị nguy cơ tràn ngập, nên các quân nhân Việt Mỹ còn sống sót, cố lùi về hố súng khối của căn cứ SF. Trực thăng của 118 liều lĩnh bay thẳng vào sân vận động quận và cứu được 9 quân nhân Mỹ bị thương và 8 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những quân nhân cuối cùng thoát khỏi quận. Không quân Việt Mỹ đã xem khu vực quận là vùng oanh kích tự do, bắn phá không cần chỉ điểm mục tiêu. Tiểu đoàn 52 biệt động quân vào trận. Tiểu đoàn 52 biệt động quân, lực lượng trừ bị chính của quân đoàn 3, được dự trù đưa vào tiếp viện cho Đồng Xoài. Tiểu đoàn đánh Phước Vĩnh vào xế trưa 10 tháng 6. Do cuộc tiếp cứu thành công bóc được các quân nhân cuối cùng khỏi quận đường, sân vận động quận được chọn làm nơi đổ quân, hy vọng tiếp tục gây bất ngờ cho cộng quân. Phi đoàn 118 vẫn được chọn làm đơn vị phụ trách hành quân, có tăng cường thêm các trực thăng của phi đoàn 145 không trợ. Và lúc 4 giờ chiều, hợp đoàn 40 trực thăng đã bay vào quận theo đúng đường bay trước và đáp xuống sân vận động mà không bị cộng quân nhắm bắn. Tuy bị bất ngờ, nhưng chúng vẫn kịp đổi hướng các khẩu súng nặng về phía biệt động quân đang đổ xuống. Nhưng biệt động quân đã nhanh chóng phân tán quân ra khỏi nơi đổ quân và tiến thật nhanh vào phạm vi quận. Cộng quân vội vã tổ chức lại bộ chỉ huy chiến trường, tập trung quân tại nhà thờ quận. Đại quý tiểu đoàn trưởng 52 Hoàng Thọ Nhu tổ chức tấn công. Tin từ quân đoàn ban đầu cho biết quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trong quận, nên đại đội 4 tiểu đoàn 52 tiến nhanh vào quận và toán tiền phong đã bị đại liên 30 trên xe M8 cộng quân chiếm được ngăn chặn. Tiểu đoàn phải dạt ra tạm chiếm các vị trí tại các khu phố chung quanh và ven hàng rào ấp chiến lược trước quận đường. Trung đội 1 của đại đội 3 tiểu đoàn 52 bám sát mục tiêu và xác định vị trí của hai chiếc M8 này. Các B-57 của không quân Mỹ đã được gọi đến oanh kích yểm trợ, hủy hai xe này và gây kho đạn trong chi khu phát nổ, và biệt động quân nhanh chóng thanh toán chiến trường để tiến vào quận trước khi màn đêm buông xuống. Các đại đội biệt động quân bố trí dọc hàng rào phòng thủ chu vi quận để đề phòng cộng quân phản kích. Hai cánh quân của cộng quân kéo từ khu trại lực lượng đặc biệt sang nhưng bị đánh tan và biệt động quân đã chiếm lại trại lực lượng đặc biệt và căn cứ pháo binh trước khi trời sáng. Trong đêm, các tin tức tình báo về tình hình cộng quân thu nhận được cho thấy cộng quân đã dùng toàn bộ một trung đoàn bộ binh, có thêm các đơn vị yểm trợ súng nặng để chiếm quận và chi khu. 7 vị trí phòng không của cộng quân đã bị phi cơ hủy diệt trong và quanh Đồng Xoài. Hàng trăm đạn pháo kích của cộng quân đã phá hủy tất cả các vị trí phòng thủ của SF và lực lượng đặc biệt. Tuy nhiên, cộng quân cũng thiệt hại nặng vì các đợt oanh kích của không quân Việt Mỹ. Ngày 11 tháng 6, 1965, phi đoàn 118 đã trực thăng vận tiểu đoàn 7 dù từ Phước Vĩnh vào sân vận động quận và tiếp tục giúp đưa quân Việt Nam Cộng Hòa bị thương trở về Phước Vĩnh. Ngày 12 tháng 6, quân tăng viện Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đến Đồng Xoài với tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, sư đoàn 18 bộ binh, gia tăng quân số lực lượng trú phòng lên trên 1.000 quân. Ngày 14 tháng 6, phi đoàn 118 đã đưa đại đội trinh sát của trung đoàn 43 bộ binh từ Xuân Lộc đến truy tìm các dấu vết còn lại của tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, nhưng không thành công, thời tiết trở thành quá xấu cho các phi vụ tìm kiếm. Vai trò không quân Mỹ-Việt trong trận Đồng Xoài.
Hoạt động của không quân trong trận Đồng Xoài thường chỉ được nhắc nhở qua các phi vụ đổ quân của phi đoàn 118, không trợ của Bộ binh Mỹ. Các trực thăng đã thực hiện đến 2.700 phi vụ và chuyển vận 3.500 quân Việt Mỹ. Bên cạnh đó, không quân Việt Mỹ cũng đã đóng góp rất nhiều vào trận đánh. Các C-130 của không quân Mỹ giúp chuyển vận quân và quân cụ đến Phước Vĩnh. Trên ngày 10 tháng 6, Sư đoàn 2 không quân Mỹ đã tập trung đến 24 chiếc A-1H và 35 chiếc A-1E, 37 chiếc F-100 và 11 chiếc B-37, thực hiện 644 phi xuất yểm trợ chiến trường dùng các loại bom nổ, napalm và bom phosphorus. Các B-52 đã bắt đầu oanh kích các căn cứ cộng quân tại chiến khu D từ 18 tháng 6. Phi đoàn 514 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng tham dự trận đánh với nhiều phi xuất yểm trợ bằng các Skyrider A-1. Ghi thêm một chi tiết đáng ghi lại. Ngày 13 tháng 6, tướng Westmoreland đã dự trù đưa quân Mỹ trực tiếp vào trận. Ông cho tập trung tại Phước Vĩnh 738 quân của tiểu đoàn 1 trung đoàn 503 bộ binh thuộc lữ đoàn 173 dù, cùng các đơn vị pháo binh của tiểu đoàn 3 pháo binh trung đoàn pháo binh 319 Mỹ. Sau 5 ngày chờ đợi, tiểu đoàn 1 trung đoàn 503 trở về lại căn cứ. Tổng kết tổn thất theo tài liệu Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa 416 hy sinh, 174 bị thương và 233 mất tích. Con số không gồm thiệt hại của dân sự chiến đấu. Trong đợt đổ quân thứ nhì của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 tại phi đạo Thuận Lợi, khi quân dù tiến vào còn tìm được 7 quân nhân sống sót và thu hồi 55 xác quân bạn, tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 hy sinh tổng cộng 248 người. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Trần Lý và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.